Mời thứ nhất lên được không ạ? Cô gái sông ba. Tay vót trong miệng hát không nghỉ, như bao cô gái tay để cho fan được không phải là tỏa sáng mà được cháy cùng đêm nhạc hôm nay. Và cảm ơn ban tổ chức đã gieo duyên cho fan được luôn luôn trở về đây để phục vụ quê hương. Và chúc